Clip giải cứu hàng chục công dân Việt Nam khỏi casino ở Campuchia. Chính phủ Campuchia đã tiến hành các chiến dịch truy quét việc giam giữ lao động nước ngoài trái pháp luật tại nước này, trong đó có lao động đến từ Việt Nam. Ngày 20 tháng 9, tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang đã tổ chức tiếp nhận 44 công dân Việt Nam từ Vương quốc Campuchia trở về. Theo thông tin ban đầu, đa số công dân Việt Nam được giải cứu từ các casino hoạt động trá hình khu vực dọc biên giới. Sau khi tiếp nhận, Bộ đội Biên phòng An Giang phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành khai báo y tế và các thủ tục pháp lý, hành chính ban đầu cho 44 công dân. Hiện nay, lực lượng chức năng tiếp tục hoàn thành thủ tục liên quan, phối hợp xử lý vụ việc. Đây là lần thứ 3 tỉnh An Giang tiếp nhận công dân từ Campuchia trở về, số lượng khoảng 110 người. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia gửi công điện về việc bảo hộ công dân đối với các trường hợp trên. Theo đó, Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia thu dung, tạm giữ nhiều trường hợp vi phạm xuất nhập cảnh là người Việt Nam. Trước đó, 42 lao động Việt Nam trốn thoát khỏi casino Rickworld, Campuchia giáp biên giới với tỉnh An Giang, trong đó có 40 người trốn thoát, một người bị chết, một người bị bắt lại. Mới nhất, chiều ngày 17 tháng 9, khoảng 60 người lao động Việt Nam bị lừa làm việc trong một casino ở tỉnh Alien, Campuchia đã lợi dụng cơn mưa lớn tháo chạy về hướng cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, trong đó có 56 người chạy thoát, 4 người bị bắt trở lại. Từ các vụ việc trên, chính phủ Campuchia đã tiến hành các chiến dịch truy quét việc giam giữ lao động nước ngoài trái pháp luật tại nước này. Sau khi qua cánh đồng này,